Vâng, xin chào các bác. Ôi giời, em gọi là cuối năm rồi, em xả lốt cho nhanh cho các bác mấy con cho nó rộng nhà rộng cửa nhá. Đấy, bác nào mà ví dụ Tết hôm nay mà gọi là vẫn chưa có ý định đi đâu chơi mà ở nhà mà đang chán chán thì lấy ngay mấy cặp này về mà chế cháo này các bác này. Đấy. Nhiều khi ví dụ các bác kể ban ngày đi chơi nhưng mà tối về mình buồn đấy các bác. Ngồi cứ lướt điện thoại nhiều hay là xem tivi nhiều nó cũng chán đấy mà. Ngồi nói chuyện nhiều anh em ngồi nhiều lúc nghỉ ví dụ nói thì cũng chỉ một ngày đúng không ạ, đấy còn mấy ngày giờ nghỉ Tết thì nhiều khi nó cũng buồn, thì em nghĩ là các bác lấy mấy con này về mà chơi này. Đấy, về ngồi xong mình đặt thêm cái gân về mà chế cháo các bạn, đấy đặt thêm đôi gân cái thứ nữa về, thế là mình ngồi mình nghiên cứu xong là mình chế cháo đấy. Các bác không biết đặt thì lên mạng bảo các con các bác ấy, các bạn ở nhà các bác hoặc là vợ gì đó thì đặt, người ta đặt biết đặt ngay mà. Như các con các bác là kiểu gì biết đặt, bởi vì là gần như các bạn trẻ là ai biết về Shopee hoặc là mạng web các thứ. Đấy bảo đo kích thước mà đặt cho bố đôi gân như này, thế là nó ra ngay mà, các bác đặt siêu tốc về chắc ngày về nhà. Đấy. Thì các bác lấy những con này này về mình ngồi mình chế cháo xong rồi mình ngồi mình nghe nó hay đúng không ạ? Đây là những con bát rất là xịn của hàng Onkyo, đây các bác nhá. Đấy, hàng xịn của Onkyo. Đấy. Onkyo là một hãng nội địa của Trung hãng nội địa của Nhật. Các bác nhá, là một hàng nội địa sử dụng trong nước của người Nhật. Đấy, kể cả sản xuất tại Malaysia này hay là bất kể một nước nào, Taiwan, Đài Loan hay là China, Trung Quốc hay là Korea, Hàn Quốc. Đấy, thì đều xuất thì đều lại phải đưa về hết cho người Nhật người ta dùng. Chứ các bác không bao giờ có đồ này đồ mới mà mua đâu nhá. Các bác mua tại nước thứ hai thì chỉ có mua đồ thanh lý thôi. Đấy, tức là mua đồ đồ bãi từ bên Nhật về thôi, chứ còn bởi vì hãng này nó là hãng nội địa của người ta, hàng sử dụng trong nước. Đấy, hàng không xuất khẩu, thế nên là mình rất là khó mua. Đấy còn ba cái đồ ví dụ là nhái hoặc là đồ nhái này nhái nọ thì em nghĩ là cái đấy thì có mua thì nó cũng rất nhanh hỏng. Đấy còn mua thì mua những con này này, hàng xịn của hãng này các bác này. Đấy về chỉ việc làm thêm cái gân gắn vào là xong. Bác nào mà khéo tay thì nó đẹp, bác nào không khéo tay thì nhìn nó hơi nghệch ngoạc một tí, nhưng mà nói chung thì tiếng nó vẫn không thay đổi. Bởi vì là cái gân này nó không quá ảnh hưởng đến cái phần tiếng nhá. Đấy chỉ có sát côn hoặc là lệch từ cái thứ thì nó mới ảnh hưởng đến phần chính của tiếng thôi. Đấy còn như cái dòng này thay gân thì chẳng qua mình xấu hay đẹp thôi đúng không ạ? Đấy nhưng mà tự tay mình thay, tự tay mình cảm nhận nó vẫn khác các bạn, nó sướng hơn nhiều. Đấy, đây hai cặp nhá. Đấy. Hai cặp đều là công suất 25W trở kháng, là con này trở kháng là 5 ohm này. Đấy. Con này trở kháng là 5,5 này. Rồi, kích thước thì em sẽ đo luôn này. À, đây con này đấy. Rộng là bao nhiêu ạ? Rộng là 12, con này rộng 12 nhá. Đường kính bát là 12, còn tâm mốc của nó thì nó sẽ là khoảng 11.5 là tâm chéo, còn tâm vuông nó rơi khoảng 8. Đấy. Còn con bát này thì đường kính nó khoảng đường kính của bát nó khoảng 13. Đấy, tâm mốc là 11.5, tâm chéo còn tâm vuông nó là 8. Đấy. Một con bát 13 và một con bát 12. Đấy thì bác nào mà chốt cặp nào thì alo cho em. Đấy. Về giá thì em xả nhanh cho nó cuối năm cho nó hết hàng luôn đi nhá, để em tiếp tục về dàn cái thứ cho nó xong. Đấy thì cặp này nhá, cặp 12 này thì để các bác giá là 100 à, em xin lỗi là 200 270k nhá. 270k cặp này. Đấy, còn cặp bát 13 này là 290k. Đấy thì bác làm một chốt thì alo cho em, xong về các bác tự thay gân cái thứ nhá. Còn các bác yên tâm, bát ở đây là bát lên bình thường, tiếng lên ok. Đấy còn bác là chốt thì em sẽ test bàn giao cho các bác, là đảm bảo là bát lên ok, sau đó về các bác chỉ việc ghép gân là nghe thôi. Em xin chào và kết thúc video tại đây nhá.